Hay thì con về là cái đoạn lắm coi xong nó mới đưa cho ông ở dưới ông nào ký đó, nó là cô đã giảm án mà giảm tiền viện phí rồi, giảm tiền phí rồi đó, giảm luôn là không tốn đồng nào hết, rồi nó mới chuyển đi tòa án ở Vĩnh Cửu á, tại sao Vĩnh Cửu rồi không nhận cái gì đó rồi Vĩnh mới Cửu Đồng Nai. ra Vĩnh Cửu Đồng Nai mình á, rồi không nhận rồi mới trả gì lại tòa án, rồi tòa án nó có gửi đơn gì đây mà không ai nhận, thì vợ chồng đi làm không ai biết, rồi hồi chiều này là chiều hôm qua rồi tòa án có gọi gọi rồi mưa qua. Cô mới để bản lên bán nhà, cái cổ cũng cô vô cổ đi trên Tịnh Thất cái cổ cúng đó, cổ lên trên nhà, ở nhà đó là hai vợ chồng em nó đi làm có mình bà dì à, cái mở cái cửa hé cái cổ mới vô, cổ coi cổ lên gác đó, trên gác đó chạy vô cô đổ gác giả cũng như làm gác giả vậy đó, cổ lên cô coi trên lầu á, cô thấy như vậy cô nói thôi cô phải là cô lập không, nói dạ phải, có gì không cô, nói cô kêu bán nhà hả, nói dạ, nói cô kêu bán bao nhiêu, nó cô nói là trị giá 250 triệu, nói là cô đâu có nhà đất này là đất của cô Hiếu, giấy tờ là của cô Hiếu, nó phải giấy tờ là đất của cô Hiếu, thì cô Hiếu có là có cho cô các cái nhà mà cô Hiếu không cho giấy, bây giờ cô không muốn ở với cô Hiếu nữa, cô đang lâm nợ cô bán để cô trả nợ, nói sao giờ cô bán 200 triệu cho con không, nó nói không bán, trị giá là 250 triệu, ông sư ông nói thôi vậy bán người ta 250 triệu đâu rồi bán trả góp cho cho sư đi và 300 triệu, tôi nói sư có dám ở không, đây là đất này là đất của bà Hiếu mà sư có làm giấy tờ cho con, cái ông sư ông nói ừ vài cái không ổng sao này cái bạn tính được, cái tôi nói thôi vậy nghỉ bán thì sư ơi, lúc trước có tiền lúc trước kẹt tiền quá nó đòi díu quá rồi con lo không được, bây giờ có nhỏ con nó lo là nó đưa cho mượn rồi rồi thôi không bán đó, cái cô đó nói giờ cô bán đi cô ấy đồng tiền nữa cô đi thư kiện cô Hiếu cũng được, nó nói kệ có tiền đi đi tới đâu cô cũng đi hết, không có tiền cô hỏi mượn người ta cũng được, cô đi thưa đi kiện đó. Rồi cái sau cái cô đó cũng tháng mấy 2 3 tháng gì đó, cái cô Hiếu á cô dặn cái cô đó đi đi vô ngay nhà cô mà cô Hiếu cũng không có vô, mà mấy người ta ngoài đường nó nói tôi thấy chị bà Hiếu chị bà Tư ở đâu, nó đi với bà nào á đi 2 chiếc xe, nó với bà đó hỏi bà đó bà mới vô nhà tôi nè bà kiếm tôi bà hỏi nó giờ cô bán 250 triệu không, tôi nói không. Cô chị bán là bao nhiêu, nói ông sư cũng mua 300 triệu rồi, ông hứa ông mua rồi vậy thôi bán cho ông sư bán cho con đi, nói thôi lỡ hứa với ổng rồi, nói cô cắt nhà mà cô không ở cô cho người dưng ở, nó nói ai mà nhiều dưng, em nhà chú bác em nhà cậu đó nó ở nó nuôi bà dì tôi đó, bà dì cũng như là mẹ tôi rồi, tôi không nuôi được nữa là tôi giao lại để cho nó nuôi đó, giờ tôi đi mằng ăn nó không ai nhà săn sóc bả thì tôi giao lại để trên để gì tôi lên đó có nhà có cửa ở ổn định, thì tôi ở dưới này em mai mốt đây nhà nước nó đuổi tôi cũng đi ở nhà trọ nhà thuê, rồi gì tôi già cả đau bệnh rồi đi theo tôi nó khó khăn lắm, thôi có cái nhà đó cho bà ở ổn định đàng hoàng bởi vì đó bà. Trước cho xuống á là có cái giấy mà triệu tập của tòa án đó con, thì đến bây giờ cái vụ án nó tiến triển thế nào rồi? Giờ muốn chuyển về cái tờ giấy tờ đó đó là làm xong rồi, nó ra thứ sáu điều kiện, mới đầu đó thì nó kêu là có cái giấy gia đình của công cách mạng, cái nó cũng về cái cô cũng về xã cô xác nhận gia đình có công cách mạng là bà mẹ, cái nó nói là cái cô phô ra nó nói là nó không tin rồi nó nói là gãy nó không chịu, nó nói sao không đưa giấy thành thật mà đưa giấy photo nó không chịu, rồi cái là gãy nữa, rồi cái cô mới đi về đợt sau, nó hẹn trong 30 ngày sau là cô phải về, về sau cái cô mới về cô mới làm cái giấy lợ nó cho sáu điều kiện,
điều kiện thứ sai không sáu điều kiện đó đó, rồi cái cô mới nghe ấy vậy, cái cô mới đem cái giấy thật là cái cô mới gì dưới xã Long Thuận á, cô mới làm cái xã nó nói sao tôi gặp chị hoài vậy, tôi nói thông cảm đi, tại vì tòa án nó yêu cầu thì sao thì mấy mấy chú cứ ký giùm đi chứ tôi cũng không muốn đi tới đi lui như vậy. Rồi cái nó cũng kêu ký xác nhận nè mẹ nè, rồi bằng mẹ sai cái người thay tử mẹ nè, thay tử bà Nguyễn Thị Sưng nè, rồi thay tử có ba nè, cái nó hỏi là đất này của ai, nó đất này của mẹ chứ không của ba, tại vì ba không sống chung chung đó, rồi cũng phải có ba vô ghi vô ba với mẹ với Sưng, thay tử bà Nguyễn Thị Sưng không chồng không con đó cũng để vô, rồi đó là xác nhận là cô là phải con của bà Nguyễn Thị Tiết không, ở ở xã đó công chứng là phải không, rồi ở xã nó xác nhận là phải, là bà Nguyễn Thị Lặc này con của bà Nguyễn Thị Tiết đó. Rồi cái cô mới nói như vậy đó, thôi cái rồi tòa án đưa sáu điều kiện cô đưa ra cái nó hư cái gì nữa đó, rồi cái nó kêu sửa lại, cô phải ở lại mấy ngày sau cô ở lại cô sửa lại đúng hết, rồi cái cô mới về trển, cô mới đưa qua tòa án, thì tòa án nó nói thôi giờ cỡ cả tháng nữa tôi mới cho cô hay, tại vì con về là cái tòa án lắm coi xong nó mới đưa cho ông ở dưới ông nào ký đó, nó là cô đã giảm án mà giảm tiền viện phí rồi, giảm tiền phí rồi đó, giảm luôn là không tốn đồng nào hết, rồi nó mới chuyển đi tòa án ở Vĩnh Cửu á, rồi sau Vĩnh Cửu rồi không nhận cái gì đó, rồi mới Nghiên cứu Đồng Nai. ra Vĩnh Cửu Đồng Nai mình á, rồi không nhận rồi mới trả gì lại tòa án, rồi tòa án nó có gửi đơn gì đây mà không ai nhận, thì vợ chồng đi làm không ai biết, rồi hồi chiều này là chiều hôm qua rồi tòa án có gọi rồi mưa quá rồi không nghe gõ, rồi tòa án nói là hẹn là 8 giờ sáng mai sẽ gọi lại cho tòa án, rồi tòa án sẽ để coi dạy cái cách hướng dẫn như thế nào đó, thì vợ chồng cũng nghĩ là không hả thả một thì tốn tiền thì phải đưa lên đây tốn tiền mà không biết bao nhiêu, thì vợ chồng cũng đang lo là cũng không có tiền để đóng án phí cho tòa án, phải gắng đi làm kiếm vừa kiếm tiền để đóng án phí với tiền cho con đi học đó, thiếu nhà trường cũng 6 tháng rồi. Đó. Đó. Vậy giờ như vậy đó, giờ hai vợ chồng cũng không biết sao hết, đi làm rồi cũng phải phải lo để kiếm tiền để đóng tiền án phí, do giấy như bên cộng đồng mạng mà có luật sư nào mà gấp mà giỏi á, có làm từ thiện á, thì giúp đỡ cho cô chủ lập, cô cũng nghèo mà cũng không có tiền để làm gì án phí đó, thì cũng nghèo khổ không có đồng bạc nào hết đó. Nhưng ai mà muốn thực biết sự thật á, thì sẽ gọi anh trẻ đến như gặp cô Lập, thì giúp đỡ cô Lập, thì cô Lập cũng cảm ơn bên cộng đồng mạng giúp đỡ cô Lập nhiều đó.